Lực lượng cứu hộ Indonesia và quốc tế đã vớt được ít nhất 40 thi hài của những hành khách trên chuyến bay định mệnh của hãng hàng không AirAsia, và con số này đang tăng dần. Những bản tin mới nhất cho biết là vẫn chưa tìm được xác chiếc máy bay lâm nạn, các toán cứu hộ cũng chưa vớt được người nào sống sót. Trong bài phát biểu được xem là rất quan trọng mới đọc sáng nay tại Hà Nội nhân hội nghị toàn quốc tổng kết công tác của ngành tuyên giáo, ông Lê Hồng Anh, thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam nhấn mạnh ngành tuyên giáo có trách nhiệm nghiên cứu và đưa ra những biện pháp để ngăn chặn, vô hiệu hóa những thông tin xấu, độc hại xuất hiện trên trang mạng Internet. Ít nhất 30 người ở Philippines và 15 người ở Thái Lan đã chết vì lũ lụt và đất chùi do những cơn mưa lớn gây nên. Tại Malaysia, chính phủ nói rằng đây là trận lụt lớn nhất trong gần 10 năm qua, khiến hơn 250.000 người phải bỏ nhà cửa lánh nạn. Sáng nay trong cuộc họp báo ở Yangon, lãnh tụ đối lập Miến Điện là bà Aung San Suu Kyi nói rằng vẫn còn quá sớm để có thể trả lời câu hỏi là liệu năm tới Liên đoàn Toàn quốc đấu tranh cho dân chủ mà bà lãnh đạo có tham gia vào cuộc tổng tuyển cử hay không, vì chưa biết hiến pháp và luật bầu cử có được sửa đổi hay không.